Hello, xin kính chào toàn thể anh chị quý khách hàng đã quay trở lại với kênh YouTube của đồ gỗ nội thất Chiến Loan. Và video ngày hôm nay thì bên cơ sở em sẽ xin trân trọng giới thiệu đến tất cả anh chị và quý khách hàng một mẫu sản phẩm là bộ Minh Quốc Voi Chiến nha anh chị nhé. Chất liệu bên em làm là gỗ hương đá và hàng gồm một số món này. Và bộ sản phẩm này thì bên cơ sở em là đơn đặt hàng của anh Biên. Dạ vâng, và anh Biên anh đã đặt bên cơ sở em và mua hàng mộc trực tiếp nha anh chị nhé. Đấy, và bên cơ sở em vừa trà lu cạo lão xong và chuẩn bị bàn giao lên xe xếp hàng để giả về không gian phòng khách của nhà anh chị đấy. Để anh chị bên cơ sở em ấy thì không biết là anh chị có tự phun hết được hay không đấy, thì bên cơ sở em là anh chị đã đặt mua hàng mộc trực tiếp tại bên cơ sở đồ gỗ nội thất Chiến Loan bên em đấy. Nếu mà anh chị quý khách hàng nào có yêu thích bộ sản phẩm đẹp như thế này mà kê vào không gian phòng khách của nhà mình ấy thì liên hệ trực tiếp tại cơ sở đồ gỗ nội thất Chiến Loan chúng em qua số điện thoại là 0962 834 297 nhá. Vâng, và em sẽ xin công khai báo giá thẳng luôn cái bộ sản phẩm này để cho anh chị cùng xem. Đấy, bộ sản phẩm này Minh Quốc Voi Chiến chân 12 tay 12. Đấy, hàng trương liền khuôn 4 ván 2. Đấy, thì bên cơ sở em đang bán là 46 triệu mộc nha anh chị nhá. 46 triệu hàng mộc. Đấy. Nếu mà anh chị nào mà biết phun mà tại nhà mình đang phun những cái hàng gì mà ấy thì có thể mua trực tiếp hàng mộc này về tại nhà mình. Vâng. Dạ vâng, mà không để anh chị chờ lâu thì em sẽ xin đi vào cái thông số kỹ thuật đấy của từng món một cho anh chị cũng biết bộ sản phẩm này có kích thước kích cỡ bao nhiêu để xem thuận tiện kê vào không gian phòng khách của nhà mình hay không nhá. Vâng, và trong những cái kênh YouTube của bên cơ sở đồ gỗ của em ấy thì trong những video lần trước thì bên cơ sở em đã quay rất chi là nhiều bộ sản phẩm rồi đấy. Nếu mà anh chị có đặt hàng trực tiếp tại cơ sở em thì có thể về trực tiếp tại xưởng đồ gỗ nội thất Chiến Loan bên em nhá. Vâng, và không để anh chị chờ lâu thì em sẽ xin giới thiệu qua cho anh chị một vài phút video này. Đầu tiên thì em sẽ xin giới thiệu là một chiếc đoạn dài nhá. Vâng, chiếc đoạn dài này bên em làm có kích thước bề dài là 2m27, sâu là 75 phân nhá anh chị nhá, và cao bên em làm là cao 1m25. Toàn bộ khung trương này của bên em là khung trương dày 10 phân và trương đục chạm thủ công nha anh chị nhá, đục kênh bong cực kỳ là đẹp. Đấy, toàn bộ hàng đục thủ công này anh chị ạ. Và phông vách này bên cơ sở em toàn bộ phông vách liền nguyên khối và phông vách dày 5 phân. Đấy, toàn bộ đục voi chiến nha anh chị nhá, đục voi chiến. Và tay bên dưới em toàn bộ là tay đục hàng thủ công, đục kênh bong. Đấy, tay 12. Khuôn tranh ấy thì là khuôn tranh 4, mặt ván là liền nguyên một tấm dày 2 phân nhá. Đấy, vân mặt ván này anh chị nhìn cực kỳ đẹp nhá. Và đây là khâu mộc bên cơ sở em đã qua trà nu qua hết rồi. Đấy, nhìn cực kỳ sạch sẽ luôn. Hàng 2 tầng cổ chỉ. Đấy, một lượt sơn dẹo nữa nha anh chị nhá. Và đây tiếp theo là một cái chiếc đôn con. Đấy, em sẽ xin giới thiệu qua nhanh cho anh chị thôi, bởi vì là bên cơ sở em chuẩn bị xếp hàng lên xe này. Đấy, chiếc đôn này bên em là có vén cong tứ diện, khuôn tranh 4, mặt ván dày 2 phân và kích thước là 40x40. Và đây là một cái chiếc đôn kẹp lớn là kích thước 40x50 nha anh chị nhá, trên mặt khuôn tranh. Đấy, toàn bộ hàng có vén cong tứ diện và chiếc đôn này bên em là cũng có thiết kế cả ngăn kéo như này. Đấy. Hàng nượt cổ chỉ yếm miếc cũng cực kỳ đẹp, vén cong theo nhau nha anh chị nhá. Hàng có vén cong theo nhau. Và đây là hai chiếc ghế đơn nhá. Đấy, hàng 6 món nào từ thường có hai chiếc ghế đơn. Vâng. Kích thước bên em làm là dài 1m, sâu là 75 phân và cao cũng là 1m25. Toàn bộ khung trương cũng là trương liền và trương hàng đục thủ công nha anh chị nhá, đục kênh bong cực kỳ sâu. Đấy, đục kênh bong. Mà phông vách toàn bộ đục voi chiến phông vách 5 phân liền nguyên một tấm. Vâng, hai chiếc ghế đơn này cũng khuôn tranh 4 ván 2 phân nha anh chị nhá. Mặt ván dày 2 phân và voi, tay voi là tay voi đặc. Tay voi đặc và đục toàn bộ đục thành đủ thủ công này anh chị ạ, đục thủ công. Và tiếp theo là một cái chiếc bàn lớn nhá. Vâng, cái thước trên mặt khuôn tranh bên em làm là 81x1m57. Đấy, khuôn tranh có vén cong tứ diện và khuôn tranh cũng là dày 4 phân. Mặt ván thì đục mặt ván bên cơ sở em ấy, đục là tứ linh nha anh chị nhá, đục tứ linh long lân quy phượng. Đấy. Long lân quy phượng, mặt ván là dày 2 phân rồi. Và bên em là có thiết kế cả ngăn kéo như này. Cả ngăn kéo nha anh chị nhá. Đấy, mua bộ sản phẩm này hàng mộc về đấy thì bên cơ sở em có tặng kèm theo luôn cho anh chị quý khách hàng là kính bàn kính đôn nhá. Vâng, và đây em sẽ xin quay toàn cảnh của bộ sản phẩm này. Đấy. Cho anh chị cùng xem. Nếu mà anh chị quý khách hàng nào có yêu thích bộ sản phẩm Minh Quốc Voi Chiến chất liệu gỗ hương đá này thì liên hệ trực tiếp tại cơ sở đồ gỗ nội thất Chiến Loan bên em qua số điện thoại này là 0962 834 297 nhá.
Dạ vâng, và em sẽ xin kết thúc video tại đây. Vâng, xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể anh chị quý khách hàng trong những kênh video tiếp theo.